Thưa quý vị, chăm sóc bảo vệ trẻ em ở góc độ tình cảm hay theo quy định pháp luật thì với cộng đồng xã hội và các cấp các ngành, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên hơn cả. Hiện toàn tỉnh có hơn 250.000 trẻ dưới 16 tuổi, thì trẻ thuộc diện đặc biệt khó khăn có hơn 2.600 em, chiếm khoảng 1%, và hơn 9.260 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Do đó, bên cạnh việc chăm lo cho các em thuộc diện đặc biệt khó khăn, thì các cấp các ngành, từng địa phương cũng tập trung nguồn lực và sự quan tâm hỗ trợ để ngăn ngừa nguy cơ các em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Chồng mất, một mình bấp bênh với nghề lao động tự do, chị Trương Thị Kim Chuyên ở huyện Long Điền gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy hai con đang tuổi ăn học. Để các cháu không nghỉ học giữa chừng, hai năm nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em huyện đã hỗ trợ học bổng cho em Nguyễn Thành Luân, con thứ hai của chị Chuyên, 3 triệu đồng một năm học và nhiều vật dụng học tập khác. Học bổng này nó cũng là nguồn cảm hứng, nó cũng là cái động lực để sau này con cố gắng để con học giỏi đó, để con giúp gia đình thoát khỏi cái cảnh nghèo này. Khi mà con nhận học bổng thì là những cái vất vả của tôi là nó tan biến hết. Bao nhiêu vất vả thì cố gắng tôi là lo cho con hết. Bốn chị em Nguyễn Ngọc Thảo Phi ở huyện Long Điền cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi bà mất sau vụ tai nạn trên biển. Chia sẻ tiếp sức cho gia đình em, những năm qua chính quyền địa phương và các trường nơi chị em Vi học tập đều miễn giảm học phí, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Năm 2022, Thảo Phi còn được Mạnh Thường Quân tặng xe đạp mới để có thêm điều kiện đến trường. Con thấy rất vui vẻ vì lên lớp 4, lớp 5 á, con không cần mẹ chở nữa. Mẹ sẽ đi chở em con để mẹ họ chạy đi lại để mẹ mệt. Và con sẽ tự chạy xe đạp về nhà một mình. Con cố gắng sẽ học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ và các chú tặng xe đạp cho con. Từ năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi. Đến nay đã có 453 trẻ được đỡ đầu bằng các hình thức hỗ trợ tiền mặt hàng tháng, tặng sổ tiết kiệm, học bổng, hỗ trợ chi phí thiết yếu, chăm sóc khám chữa bệnh. Ngoài ra, các cấp hội và chính các mẹ đỡ đầu còn đồng hành hỗ trợ về tâm lý cho các em cho đến khi trưởng thành. Các mẹ đồng hành cùng con cảm thấy rất là hạnh phúc, vui, với lại có động lực hơn trong cuộc sống. Từ khi mà có các mẹ đỡ đầu thì nó sẽ đỡ hơn nhiều về mặt tinh thần với là vật chất cũng có, nên cũng cảm ơn các mẹ đã hỗ trợ cho hai bé. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dành hơn 130 tỷ đồng để thực hiện chính sách bảo trợ xã hội cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trong đó, những trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đều được bảo vệ, chăm sóc dưới các hình thức như khám chữa bệnh, chỉnh hình phục hồi chức năng, hỗ trợ giáo dục, tư vấn, tham vấn, tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em và các phúc lợi xã hội khác. Trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh cũng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với mức trợ cấp hơn 1,25 lần chuẩn quy định của chính phủ. Trẻ em mồ côi, trẻ nhiễm HIV thuộc hộ nghèo còn được hưởng thêm hệ số trợ cấp 1.0 so với hệ số chính phủ quy định. Tỉnh của chúng ta ban hành những cái chính sách đặc thù mở rộng những cái đối tượng hỗ trợ ở trẻ em ngoài các đối tượng mà các em có hoàn cảnh đặc biệt thì còn bao gồm các em có cái hoàn cảnh mà có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, và mức hỗ trợ hiện nay của tỉnh thì luôn cao hơn với mức quy định của trung ương, và cái hoạt động mà hỗ trợ các em thì bao gồm toàn bộ từ cái việc mà từ học tập rồi cái điều kiện mà vui chơi về bảo đảm về sức khỏe, về tư vấn các hoạt động về liên quan đến công tác xã hội. Ngoài nguồn lực của nhà nước, các cấp các ngành và địa phương cũng huy động sự chung tay của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Sự chung tay chăm lo của các cấp các ngành và toàn xã hội đã lan tỏa tình yêu trẻ lẫn thông điệp hãy dành cho trẻ em điều tốt nhất, vì trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai.